Welcome to tonight, quý Việt Thảo. Trick or treat. Tuần lễ này Halloween nha quý vị. 31 tháng 10 tuần lễ Halloween. Truyền thống của Hoa Kỳ là có đi xin kẹo. Cho nên chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta ở nhà, nếu để đèn sáng ha, thì phải để ngoài trước kẹo hoặc là chuẩn bị kẹo khi người ta đến gõ cửa. Trick or treat. Mình phải mang kẹo ra cho trẻ em. Đó là cái thông lệ bình thường. Nếu mình không muốn cho kẹo, đó là quyền của mình, thì làm ơn làm phước đi, tắt đèn nha, đừng cho ta biết ở nhà, không thôi đập cửa hoài cũng vậy. Có nhiều người bận không có ở nhà, cứ để ngoài trước giỏ kẹo rồi người ta đến người ta lấy. Cái đó không quan trọng bằng cái chuyện mình cho con em của mình đi tham dự Halloween đi xin kẹo. Cái quan trọng ở chỗ là vấn đề an toàn trên hết, ngang các bậc làm cha làm mẹ. Xin kẹo đi khu vực nào, đi đông người, không nên đi ít người, không nên đi lẻ loi, đi có từng đàn. Để chi? Để mình hỗ trợ lẫn nhau, nó an toàn hơn. Điều thứ hai, khi đến nhà nào cũng vậy, phải để ý trong chừng. Chứ không phải mạnh mẹ mẹ điện thoại, mạnh cha điện thoại, con vô nhà người ta hồ mất tiêu, không biết nó đi ngõ nào. Đồng ý không nè? Rồi, chuyện đó vẫn chưa quan trọng bằng sau khi mang kẹo bánh về nhà. Trong cái số bánh kẹo đó, có khi có kim. À, trong số những con người tốt cũng đôi khi có những kẻ phá. Nhé, những người họ tạo những cái chuyện kỳ cục lắm. Nhiều khi trong cái kẹo nó để cái kim trong đó. Hay là trong trái bom nó cắm cái kim vô, không biết. Cho nên trái cây nếu có, thường thường không có trái cây đâu, kẹo không à. Mà có khi nó cho trái cây nữa. Thì mình phải coi, kẹo cũng vậy, để ý. Nhất là các em bị allergy with peanut, tức là bị dị ứng với đậu phộng. Coi đi, những cái nào kẹo đậu phộng phải lựa ra, chứ không phải là sa cà bỏ ăn chung. Đương nhiên gia đình có con em dị ứng với peanut thì mình biết để tránh điều đó. Tuy nhiên thức ăn mang về cũng phải coi, nhiều quá thì phải coi như thế nào. Có những cái bị quá date, quá hạn. Cho nên nói tóm lại, Halloween là một truyền thống của Hoa Kỳ, ngày ma quỷ, ngày của đi đến đâu cũng thấy những cái gì kinh dị và sợ hãi, decorate khắp nơi, hình ảnh ma quỷ, nhện văn. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là safety first, an toàn cho con cái mình, nhớ nha quý vị. Nên cho con em đi. Việt Thảo đề nghị nên cho con em đi, để cho nó vui chơi với bạn bè. Chứ nhiều người gia đình nghĩ nói, thôi tao không thích cái ngày lễ ma quỷ, tao không thích Halloween, con phải ở nhà, không có đi, cái này ba không thích. Không được, tội nghiệp lắm. Trừ trường hợp con mình không thích. Còn nếu con mình thích, hãy để cho con mình đi trong sự đùm bọc của các bậc làm cha mẹ. Được không quý vị? Yeah. Và trong chương trình tonight, quý Việt Thảo hôm nay special guest là ca sĩ Quốc Anh sẽ đến với chúng ta ngay sau phần quảng cáo của đài. Welcome back to tonight with Việt Thảo. Trước khi giới thiệu special guest tonight là ca sĩ Quốc Anh, thì Việt Thảo xin đi ngay vào phần trả lời thư tín cũng như những người bảo trợ cho chương trình tonight with Việt Thảo. Về bảo trợ thì chúng ta vẫn đang có hai công ty đã bảo trợ cho tonight with Việt Thảo, đó là SNS. Đây là công ty đầu tiên ở trên thế giới đã sáng tạo ra bột nhúng trắng, hồng và màu, đã được thế giới công nhận là một sản phẩm độc đáo. Lý do cái sản phẩm SNS cần sử dụng ở trong ngành nail hiện nay, được coi như là sản phẩm thống trị trong ngành nail trên toàn thế giới hiện nay nha, chứ không phải đơn giản đâu. Như thế nào? Nên vào chuyện bên lề của Việt Thảo xem về chuyện bên lề Round Down Under ở Úc Châu. Việt Thảo có làm phóng sự về SNS, trong đó có anh Châu Nguyễn trình bày về vấn đề sử dụng và áp dụng bột nhúng SNS như thế nào. Việt Thảo muốn được giới thiệu công ty SNS đến với tất cả quý vị, nhất là đặc biệt ngành nail nha. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi cái lợi tức khi sử dụng SNS trong ngành nail mà quý vị đang thực hiện. Alright. Một trong những sponsor kế tiếp đó là MacUSA.com, công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nails và cơ sở thương mại trên toàn nước Mỹ. Giá rẻ nhất, máy tốt nhất, không hợp đồng. Việt Thảo cũng mong rằng các tiệm nail hay là quý vị cơ sở thương mại sử dụng cái hệ thống máy này của MacUSA.com như một phần nào hỗ trợ cho tonight của Việt Thảo, được không quý vị? Nhé. Rồi, xin cảm ơn. Về phần trả lời thư tín thì cái này chắc không cần trả lời, nhưng Việt Thảo muốn chia sẻ một cái lá thơ từ Âu Châu gửi đến như là một cái tâm tình của khán giả dành cho chương trình tonight của Việt Thảo. Thơ từ này được gửi qua địa chỉ là tonightquickvietthao@schannel.com. Xin chào chú Việt Thảo. Trước hết cháu xin lỗi chú vì có thể sau đây cháu viết sai chính tả Việt Nam. Viết là Việt Nam luôn, tức là viết sai chính tả nhiều lắm. Nhưng mà em đã viết. Trong này cũng có vừa xài tiếng Mỹ vừa xài tiếng Việt nha, mong các bạn thông cảm. Because cháu sống từ nhỏ ở the Netherlands, tức là Hà Lan. Khi mà người Việt Nam mình nghe cái chữ Hà Lan hay Hòa Lan, sau này ở Việt Nam gọi là Hà Lan, Lan, trước kia mình gọi là Hòa Lan,
nhất là Johan Cruyff, người mang số 7 của đội Hà Lan đó, hồi đó đá banh. Thì mình nghe nói tại sao Hà Lan với Hà Lan là tên gọi khác nhau, tại sao lại là The Netherlands? Thực ra Netherlands là nguyên một cái country, một cái nước. Trong đó nó có Holland, tức là Hà Lan. Thật ra người ta quen gọi ở cái nước Hà Lan, thực sự nó phải là Netherlands. Cháu rất thích xem chương trình của chú, Tonight with Việt Thảo. Nhưng tại vì cháu sống ở Âu Châu nên không xem được live trên S Channel. Cháu chỉ có thể follow chương trình của chú qua YouTube. Cháu muốn gửi lời cảm ơn đến chú vì đã đề nghị post chương trình lên YouTube và cũng cảm ơn đài truyền hình đã chấp nhận. Nhờ vậy mà cháu và mọi người Việt ở trên toàn thế giới có cơ hội được xem chương trình chú rất vui và relax ở châu Âu. Chúng cháu không có đài truyền hình Việt Nam. Vì vậy, việc làm này của chú và đài truyền hình rất có ý nghĩa. Cháu chúc chú sức khỏe và mong rằng chương trình của chú càng ngày càng nhiều để mang lại rất nhiều niềm vui và tiếng cười cho khán giả. Lần cuối cảm ơn những đóng góp của chú. Thank you and see at YouTube. Gia đình cháu ai cũng thích chương trình của chú. Quý vị nghe vừa Việt vừa Mỹ lẫn lộn. Có nhiều người nói rằng ghét. Tại sao nói tiếng Việt không tiếng Việt mà xen. Thật tình mà nói, chính quý vị ngồi đây dù rằng lớn tuổi, có đôi khi ở Mỹ chúng ta những cái ngôn ngữ Việt mà mình nói tụi nhỏ nó không hiểu, bắt buộc phải xen à. Con ơi, con có ăn breakfast chưa? À, chứ mình không nói con ơi ăn sáng chưa. Nó ăn sáng nhiều khi nó không hiểu đâu. Ê các con, mình có dinner. Thấy không, mình xen vào. Chứ không ai nói các con ơi mình có buổi ăn chiều. Thành ra đôi khi ở đâu mình phải dùng cái ngôn ngữ ở đó là vậy. Sẵn đây nói để các bạn Việt Nam thông cảm luôn. Và qua cái thơ này để thấy rằng các bác, các chú, các anh chị em ở đây là những người rất là vui, may mắn nhất là được ngồi xem live tại chỗ. Bên cạnh đó, những người khác qua DirecTV, qua Vietface, qua S-Channel coi được qua TV. Nhưng không ở Hoa Kỳ, ở những cái nơi khác không có đài truyền hình thì sao? Phải qua YouTube vào Thúy Nga coi nghe các bạn. Tonight with Việt Thảo trên YouTube của Thúy Nga, chúng ta đều có hết. Chỉ có cái nó hơi chậm được chút xíu. Nhưng mà đi đến đâu rồi nhiều người cũng nói thương lắm. Ở nơi thật xa, ở nước ngoài, ở bên Úc Châu, người ta cũng biết Tonight Quý Việt Thảo. Phải cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhất là các người sponsor cho chương trình Tonight Quý Việt Thảo hôm nay. Xin cảm ơn. Và cuối tuần này, nghe tin vỗ tay được, vỗ tay. Yep. Cuối tuần này thì Việt Thảo hẹn gặp các bạn ở tại Sacramento nghe, trong một chương trình ở tại Sacramento. Và bây giờ, người ca sĩ mà Việt Thảo nghĩ rằng đã để lại trong lòng khán giả những dấu ấn sâu đậm qua những ca hát. Và đặc biệt dấp dáng của anh nha. Anh là người đến từ Âu Châu nha, rồi qua bên Mỹ. Và ca khúc đầu tiên để ra mắt quý vị, chúng tôi muốn mời tất cả quý vị trong chương trình của Việt Thảo xem ca sĩ Quốc Anh. Yes! Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hình xe mờ khuất trong mênh mông. Ta liên lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, như tim nồng tràn máu vô tư. Dưới hình chiếc xe tàn, đêm nào ta đập vỡ cây đàn, dân đời nào ai mắt xanh bó cơ bắp bênh. Trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư đưa hồn nghệ sĩ đến nơi xa ngàn. Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng, mỗi ai say sưa hé mấy cung đàn. Ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng, vui ca lên đi trong chiếc xe ngà. Sau khi men say lần mấy tơ đàn, hồn ta vụt lướt lên trời xanh lam, trời xanh lam, trời xanh. Phong cách Âu Châu. Đón chào anh Quốc Anh đến với Tonight của Việt Thảo. Hey, comment allez-vous? Ça va, merci. Lâu lắm rồi gặp, mới gặp lại Việt Thảo. Hey, đã thiệt. Dạ, cảm ơn. Anh hỏi thiệt Thảo nghe. Trước khi bắt đầu anh hỏi thiệt Thảo nghe. Trả lời thiệt tình nha. Đây là ngẫu nhiên tình cờ hay sao mà sao cho đến ngày hôm nay Thảo mới mời anh đúng cái dịp lễ Halloween lại về.
Tại vì người ta đoán ma quỷ mà. Phải đưa những người khó phách nhất chứ. Đó, vui thôi. À, thực sự mà nói, đối với tonight của Việt Thảo không có phân biệt ngày nào cả. Cho nên vấn đề tùy theo còn ban giám đốc nữa. Mời, chúng ta có duyên được mời được ai thì lần này mời được anh Quốc Anh. Nhá. Thành ra có nhiều người sao đặt vấn đề tại sao anh Quốc Anh được mời mà tôi chưa được mời. Xí, hay không? Nghệ sĩ chúng ta sinh sống tại quận Cam thì đông lắm. Anh nghĩ là lần lượt sẽ xuất hiện trên chương trình Việt Thảo Tonight. Em sẵn sàng, lúc nào cũng vậy. Và nếu anh có gặp những anh em khác, nếu mà có ai biết về cái chương trình này, thì anh cứ nói thẳng luôn. Chúng em rất là welcome. Nhiều người biết lắm. Dạ. Anh chị em nghệ sĩ trong nghề chúng mình đều nói về đến chương trình của Thảo. Mà hôm nay anh được hân hạnh tham dự chương trình này, vui lắm chứ. Có một lần em mời chị Mai Lê Quyền. Chị Mai Lê Quyền ngại, chị nói trời trời, lên trển rồi hỏi sao chị biết trả lời. Chị nhát lắm, hiện đó bà chị mình nhát lắm. Thì đó. Bà vui tánh nhưng mà bà nhát lắm. Nhưng mà sẵn đây nói luôn, tonight của Việt Thảo là một cái sân chơi của anh em nghệ sĩ. Dạ, chúng ta chuyển của anh. Cái game hôm nay, cái show hôm nay là của anh chứ phải của em. Dạ. Ok, câu hỏi đầu tiên nè, nhiều người hỏi lắm, Đào Quốc Việt hỏi là bác Quốc Anh của bài Hoa Cài Mái Tóc ấy ạ, đúng không? Hoa Cài Mái Tóc thì anh thường hát, rất là thường hát, mà anh cũng đã từng hát trong Paris By Night chính là lâu rồi. Một vài câu. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Wow! Anh đã từng vào trung tâm Thúy Nga từ những cuốn khởi đầu, cuốn 1, cuốn 2, 3, 4, đúng không? Mãi tới cuốn số 10 thì em mới có dịp làm việc chung với anh. Mình gặp nhau ở Paris mùa thu, Paris tháng, năm nào thì không nhớ, nhưng mà mình làm việc với Paris By Night. Ban nhạc The Uptight. Uptight. Và anh còn nhớ hôm đó anh hát bài gì không? Và tôi cũng yêu em. Thử là coi còn nhớ nổi không? Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Wow. Còn một cái câu hỏi nữa, một câu hỏi nữa của Trúc Đại Ca. Anh Thảo hỏi giùm em muốn mua CD 40 năm ca hát anh Quốc Anh mà em thì ở Việt Nam thì có cách nào không? Thảo thấy là biết là bây giờ làm CD nó đã khó, bán còn khó hơn nữa. Bây giờ chỉ mình mang theo đi show mới bán thôi, không có bán là tiệm. Bây giờ có thể cho anh số điện thoại hay là cho anh cái địa chỉ. Cho anh địa chỉ thì anh gửi qua mail thôi. Dạ, yeah. Ok, rồi. Bây giờ như thế này, trong chương trình tonight của Việt Thảo nó có hai cái game. Cái game thứ nhất là ba điều chưa biết về bạn. Nếu mà anh Quốc Anh đã từng xem tonight của Việt Thảo rồi thì anh hiểu. Nếu mà anh nói ra mọi người biết thì phải đổi. Mà nếu người ta chưa biết theo dõi thì anh nói trong vòng 2 phút mỗi một điều. Về Thảo yên chí đây, anh nghe thôi. Nhưng mà anh chưa bao giờ có cái dịp mà theo dõi chương trình của Thảo. Bởi vì anh không có cable. Oh. Anh không có gì hết. Anh có coi YouTube được. Nhưng mà anh không có theo dõi. Rồi. Thành ra anh dành cái niềm nữa, vui đó. Cho nó trọn vẹn hơn. Anh yeah. biết rằng anh sẽ được mời mà. Oh, yeah. Ba điều thứ nhất chưa biết về Quốc Anh. Yeah. Về ba điều chưa biết. Mời em miếng nước trước. Dạ. Cảm ơn. Yeah. Cảm ơn Thảo. Anh Quốc Anh đặc biệt là uống nước lạnh nha. Không có nước ngọt. Giờ này không có nước ngọt, không có rượu. Lý do ở cái tuổi này rồi. Mình giảm thiểu đi. Nước ngọt, bia rượu càng nhiều càng tốt. Để có nhiều sức khỏe để mình ca hát cho đến ngày cùng cuối cùng của mình thôi. Cảm ơn Thảo nghe. Em 62. Ngày 2 tháng 10 là anh được 69. Wow, chúc mừng. nghe tuổi già. 69 chứ không phải 96 nha. không, 96 là em mừng anh nữa. Thật sự mà bây giờ nó ở bên Mỹ mình nghe nó già được là mình mừng. Nó ngộ vậy. Vì con tồn tại với anh em. Rồi bây giờ điều thứ nhất chưa biết về ca sĩ Quốc Anh. Đây là tự khai. Đây là cái phút nói thật nhất của đời con người, của nghệ sĩ. Thì nghệ sĩ với trước khán giả mình không được quyền nói bậy, không được quyền nói lão, không được quyền nói dối. Thì cái bí mật thứ nhất trong cuộc đời của anh là anh quyết định bỏ hát, không hát nữa. Ra từ sân khấu.
cái suy nghĩ của anh quyết định là suy nghĩ chứ không phải việc làm đã có rồi mà người ta chưa biết. Quyết định hồi từ lúc nào? Cách đây 4 năm. Hả? Nhưng mà không thực hiện. Nhất định sẽ có một dịp nào đó ra mắt trước khán giả, sẽ tuyên bố rằng: thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã nuôi nấng tôi mấy mươi năm nay. Bây giờ vì lý do đặc biệt, tôi xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Lý do gì mà không muốn hát nữa? Nhưng mà thật sự thì anh bỏ lại cái ý định đó. Sau một năm không hát, khắp nơi có nhiều chỗ mời, ở local hay ở xa xôi mời hát, anh từ chối, anh không hát. Thật sự là mình không muốn hát nữa, mình muốn giã từ sân khấu. Nhưng mà ánh đèn sân khấu, tiếng đàn, tiếng ca, nó hơi mê hoặc mình. Một ngày nào đó mình thấy rằng mình trống trải vô cùng nếu mình không có sân khấu. Mình không có tiếng đàn, tiếng hát, không những âm thanh, không có bản hữu, ban nhạc, cái sân khấu yêu thương của mình 40 mấy năm. Thành ra âm thầm trở lại. Mà may ra là mình không có thổ lộ cho ai biết. Và hôm nay mới là thổ lộ cho mọi người biết. Thứ nhất là cái vấn đề đời sống nó khó khăn đi. Cái sân khấu của mình hàng ngày nó bị càng co hẹp lại. Cái tuổi tác của mình một ngày càng cao. Còn duyên mà. Kẻ đón người đưa. Hết duyên thì đi sớm về trưa, không ai thèm dòm mình hết. Ok, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chưa biết về ca sĩ Quốc Anh nè. Điều thứ hai. Có một người cứ theo dõi Quốc Anh từ năm 1969 cho tới bây giờ vẫn theo dõi. Có cảm nhận, có một linh tính rằng người ta vẫn theo dõi mình. Đó là một người, nếu mà tính ra trong 28 người tình của đời mình đó, cho đến ngày cưới vợ, lấy vợ dập lập gia đình đó, thì là người này là người thứ 29. Có thể nói đây là người tình không chân dung. Khi anh ở trong quân đội thì anh nhận được cái lá thư đầu tiên của cô ấy, lấy tên là Ngọc Bửu, xin được làm quen. Lúc đó thanh niên trai trẻ, mà lúc đó anh mới 21, 22 tuổi à. Mà thấy thú vị vô cùng, mình chấp nhận làm bạn. Được tới một lá thơ tới 130 thì là mất liên lạc. Xảy ra biến cố trên đất nước. Anh rời bỏ quê hương. Cái dĩ vãng đó mình tưởng rằng nó quên đi rồi, nó thật sự mình không nhớ, không nghĩ đến nữa. Nhưng một lần tình cờ cách đây khoảng chừng 6 tháng thì anh nghe rằng cái người mà theo dõi quen biết làm thân làm quen với anh đó, họ ở đây nè, cô ấy ở đây nè, không xa, cách đây 1.5 tiếng đồng hồ lái xe thôi, thì là như là một cái bóng ma trong tình yêu vậy đó. Như là một người tình không chân dung thèn chi, Thảo mời anh đến trong cái chương trình Halloween này, thiệt là nó trùng hợp vô cùng. Chị đang đứng sau lưng. Đây là chị đang cái đứng bí mật em nè. Cô ấy chắc lẽ đã đây sang đất Mỹ. Đó là một cái bí mật hay, một cái mà mọi người không biết. Không biết, dạ. Mà mình cũng không biết luôn. Bây giờ anh nói ra người ta có thể biết. Có thể nếu theo dõi chương trình, dạ, của ok, đó là điều thứ hai nha. Bây giờ điều thứ ba mà mọi người chưa biết về anh Quốc Anh. Mọi chưa biết thì anh đã nói rằng nghệ sĩ không có quyền nói dối, phải thành thật, phải thật thà, bởi vì mình đối với người bằng tấm lòng, mà bằng trái tim, khán giả yêu thương người nghệ sĩ là ở cái điểm đó. Nhưng thật sự anh phải nói dối, anh phải nói láo trong một trường hợp vô cùng đặc biệt, là tại vì mình cà nể, mình chiều người ta. Có một anh cứ đi theo anh ngoài 2 lần, tình cờ gặp, ô anh Joe Marcel. Anh nói, anh quay lại, mình tưởng rằng
anh Joe anh xuất hiện, ông thấy thấy thì anh chàng đến trước mặt, anh Joe mặc sen khỏe không? Trời ơi lâu quá không có gặp. Nên nó nói không, tôi không phải Joe mặc sen. Thì anh nói trời ơi giấu hoài, làm bộ hoài, tôi biết anh Joe mặc sen, tôi nghe nát hoài à. Thì nó trời ơi, tôi nói tôi không phải là Joe mặc sen. Thì anh nói không, nhất định anh là Joe mặc sen, anh đừng có nói láo tôi. Thì mình hiểu rằng là anh này, anh nghe tiếng anh Joe mặc sen từ bấy nó lâu nay rồi nhưng mà không biết mặt. Bây giờ anh gặp ca sĩ này thì anh nghĩ, tại vì tên Joe mặc sen tên rất là Tây, rất là Mỹ, thì nhìn anh giống nhìn Mỹ đây, anh này chắc ông này 100 là Joe mặc sen. Sẽ trở lại với Today with Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài. Welcome back to Tonight, quý Việt Thảo. Trước khi đi vào cái game thứ hai chơi như thế nào, thì có một câu hỏi ở trong Facebook gửi cho Việt Thảo để cho anh Quốc Anh có thể trả lời cho các bạn. Đây là người này ở có thể ở bên Việt Nam nha. Bác Quốc Anh của bài Qua Cài Mái Tóc ấy à? Ôi cháu thần tượng bác ấy lắm. Cho cháu hỏi bác ấy là con lai ạ? Dòm không nhìn, biết nhìn thấy là biết rồi. Không, nhiều khi không phải lai like, mà nhiều khi là rạc luôn. Người Tây hay là người Mỹ? Đúng là Martinique. Ba anh là Martinique, là giống như là một cái hòn đảo, một cái department của một cái bộ phận, là một cái đảo nó thuộc về Pháp. Giống như là Hawaii thuộc về Mỹ. Còn mẹ? Mẹ Việt Nam. Chứ mà mẹ Martinique luôn là không phải lai rồi đó. Như vậy lai nghe cưng. Rồi, thông tin thêm về gia đình bác và tiểu sử bác ấy được không ạ? Có rồi, tại cháu tìm trên Google mãi mà không thấy. Cháu cảm ơn, cháu yêu Tonight của bác Thảo lắm. Rồi, vậy là hỏi về phần tin tức gì đủ rồi. Đủ rồi. Anh có nói thêm gì để cho mọi người hiểu, tại thật sự có nhiều người nhìn không hiểu nha. Anh cũng từ Âu Châu qua. Đầu tiên rời Việt Nam, bỏ quê hương, thì là anh về qua Pháp với tính cách là hồi hương. Về hồi hương. 95 thì anh qua định cư hẳn ở đây và lập gia đình ở đây. Anh nói ở Pháp qua anh hát tiếng Pháp ở Pháp được. Đương nhiên. Thì hát tiếng Pháp được chứ. Thì làm thử cái bài coi. Nhiều. Thì thử cái, thử một câu bài, chơi. Bài gì nổi tiếng? Bài này ha. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le souvenir et le rêve aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Quoi? Les feuilles mortes. Ok, bây giờ đó. Mình vô cái game trong chương trình Tonight with Việt Thảo, game thứ hai. Cái game dễ dễ nghe. Khó quá nghe. Xin lỗi, anh uống nước trước, anh uống nước trước để lấy tinh thần nha. Rồi. Đây là cái kim băng để mình cầm. Để làm gì? Đâm cái bong bóng. Bong bóng để khắp nơi. Nhưng muốn đâm bong bóng phải bịt mắt lại. Nha, phải bịt mắt lại. Thì em với anh đó là partner với nhau. Mà hai người đồng đội với nhau. Cho nên cái game này nó mang cái tính chất là tin tưởng nhau tuyệt đối nha. Tin đồng đội nha. Vậy là trong hai đứa mình phải có một đứa... Thí dụ như em bịt mắt. Em đi cầm cái kim đâm bong bóng thì anh là người hướng dẫn cho em. Vì em không thấy được. Em kêu đi tới. Anh kêu em đi tới một bước là bước một bước. Kêu em ngồi xuống là em ngồi. Kêu em cầm cái kim đưa lên qua trái qua phải, vậy là anh hướng dẫn. Và ngược lại nếu bịt mắt anh thì em hướng dẫn anh. Được không? Thôi, Thảo, anh bịt mắt Thảo đi. Không, bây giờ đó. Hên xui là bây giờ như thế này phải xin xùm bao thôi à. Xin xùm bao thôi à. Xin xùm bao là gì? Tức là quánh tu tì. Tay trắng tay đen đó, kiểu Việt Nam mình. Cái này là tay trắng nha, này này ra là tay trắng. Okay. Nếu mà Thảo thua, Thảo bị bịt mắt phải không? Đúng rồi. Mà anh thua là anh bị bịt mắt. Còn cái này là tay đen nha. Này là bị đen, mình bị trắng nha. Okay. Thì bây giờ cái bài nói là anh có quyền ra mặt trắng hay ra mặt đen. Ok. Rồi. Trắng đen thôi phải không? Dạ đúng rồi. Nha. Rồi. Cái này là đen, cái này là trắng nha. Rồi. Tay em nói khẩu hiệu anh theo. Nha. Tay trắng, tay đen, tay chà già, đen thui, tay Việt Nam trắng tươi. Rồi anh thua. Tại sao? Em trắng. Anh cũng trắng. Không, anh đen thui mà. Bịt mắt.
anh nói anh trắng được không? Ông đưa này bảo là ông trắng bình mắt bây giờ đây ra đây là anh cành đen mặt nào cũng đen cũng mặt nào cũng đen. Ok ok đây okay. Anh cành cái kim được không? Rồi, okay. Thuận tay nào nha. Tay phải. Bây giờ mời anh đứng xuống đây. nhớ một điều đó, anh phải tin tưởng hoàn toàn vào em. Dĩ nhiên. Tại vì có nhiều người nghe kêu người bạn coi chừng giùm tao vé xe. Vé xe thằng bạn nó đứng nó chỉ nó kêu mà không tin tưởng cứ coi kiến hồi đụng rầm. Nha. Cho nên phải tin tưởng em hoàn toàn nha. Ồ, bên nhà cũng có bong bóng nữa hả? Dạ, bong chưa còn nữa, còn khắp nơi hết, khán giả cũng có luôn. Nhưng mà anh phải theo sự hướng dẫn của em. Đừng có ra, trong bên nhà có ghét cầu nào không vậy? Không có chuyện, chuyện của em. Vô tới đâm vô. Chuyện của em. Ok. Được chưa? Có bị chật lắm không? Ok. Anh có thấy không? Được, được. Không có thấy ha. Rồi, bây giờ xây với em một vòng, hai vòng, ba vòng. Đừng có nhẩm tính gì hết trơn á. Trong mặt chưa? Rồi, ok, đó. Ê, khoan, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Xin lỗi tất cả quý vị quan khách. Im lặng hoàn toàn. Ban nhạc im lặng hoàn toàn để chi? Tại vì có tiếng động là người ta sẽ định hướng được ở chỗ nào. Đúng không nào? Đừng ai lên tiếng nha, bắt đầu tất cả im lặng. Rồi đó, anh muốn đi làm gì làm. Rồi, bây giờ anh bắt đầu, anh tiến tới, anh theo sự hướng dẫn của em nha. Ok. Đi về hướng trái 15 độ. Xoay qua bên trái 15 độ. Quay bên bên trái. Rồi, đi thẳng tới. Thẳng tới. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi về được không? Chả được. Ngồi xuống lưng nữa. Ê ơi, thấp khớp ngồi không? Ngồi không? Ngồi hết nổi rồi. Nếu gì đứng lên, nếu gì đứng lên. Đứng lên. Đừng lên tiếng, đừng lên tiếng mọi người. Lên tiếng. Rồi, đi thẳng tới trước. Thẳng tới trước. Ba bước. Rồi. 2, 3. Trời, bước chút xíu rồi, thẳng 10 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời, Dũng ma Halloween quá vậy Thảo. Mời rồi, đứng lại. Xây qua bên phải. Xây qua bên phải 15 độ. 10. Rồi, bắt đầu ngồi thấp xuống. Ngồi về nghe. Hay quá. Đúng rồi, hay quá. Quá hay luôn, quá hay luôn. Ok, thấy chưa? Theo đúng nghe hướng dẫn rồi giờ tới em, đúng không? Cái remote control này chính xác vô cùng. Rồi bây giờ tới em nghe. Oh yeah. Ok, tới em, tới em. Yeah. Anh hướng dẫn kỹ nghe. Ok. Em mà anh hướng dẫn kỹ, em đâm lũng mắt người ta đó. Rồi nè, bây giờ đừng ai lên tiếng nghe, quay đó. Qua để tôi quay. Quay đi. Hồi nãy quay tôi rồi, tôi giờ tôi quay lại. Trời. Đừng đâm vô mắt người ta nghe. Tôi dẫn vui là nhạc, chỉ ngay keyboard tôi. Rồi ok, đi nghe. Đằng sau, quay. Coi, 1, 2, 3 bước. 1, 2, 3 stop. Bên trái 1 bước. Bên trái nữa 1 bước. Đằng trước 1 bước nhỏ thôi. 1, 2, 3 bên phải 2 bước. Bên, lùi về bên đằng sau một chút xíu thôi. Một chút xíu nghiêng về bên phải một chút xíu thôi. Nghiêng về, xoay người về bên phải một chút. Một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa. Bước ngang, 3 bước. Bước ngang, 2, 1, 2, 3. Lùi lại, 3 bước. 1 bước tới, 1 bước, qua bên phải, một chút xíu thôi, chút xíu nữa, lùi lại đằng sau, 1 bước, cúi xuống. Tới anh nè.
nữa. Tới anh còn nữa. Tự bệnh đi. Ông xin lỗi. Nè cầm đi. Đụng biết. Mới đụng biết. Dạ. Đụng biết phản ứng liền. Rồi. Được không? Được rồi. Ok quay nè. Tất cả im lặng giùm nha. Cười đã không? Thôi được rồi đó. Tự động quay đi. Được chưa? Bước lui 5 bước. 1 2 3 4 5. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi nha, chịu khó ngồi luôn, ngồi bẹp luôn. Thôi không được. Không ngồi bẹp luôn. Đau quá. Đau quá phải không? Đau quá thì đứng dậy. Bên phải quay. Bên phải quay. Đi tới 5 bước. 1 2 3 4 5. Ngồi xuống. Xoay qua bên phải 15 độ. Rồi. Bước tới 1 bước. Bước tới 1 bước. Xoay qua bên phải 5 độ. Ôi à. Mục tiêu trước mặt. Đúng. Hay quá. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Vỗ tay cho Quốc Anh một cái đi. Bây giờ đó, anh hướng dẫn nha, anh hướng dẫn lại nha. Ok. Rồi, bây giờ cho một cái nữa. Vui không? Quá vui luôn. Quá vui luôn. Còn bò bò còn đòi bỏ hát nữa không? Rồi, cho em cái này. Bây giờ anh hướng dẫn làm sao cho nhanh gọn ha. Okay. Chính xác mục tiêu nha. Chính xác nha. Rồi. Rồi quay đi. Được, quay. Quay đi. Stop. Rồi. Đằng trước bước. Bây giờ đó anh ba em bước. Coi đập với nhau nghe, em sẵn sàng nghe lời anh. À. Anh thù thằng nào anh chỉ giùm em trong ban nhạc. Chạy móng đó. Rồi. Rồi. Buông xào. 4 bước đằng trước. 1 2 3 4. Bước ngang một chút xíu thôi. Bước tới một chút xíu thôi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Dứt qua bên trái mới phải một chút xíu. Đâm. Đâm. Làm lại, làm lại. Bò tới chút xíu. Bò tới một chút xíu. Bò tới một xíu. Nhích qua bên trái một chút xíu. Một chút xíu. Chút nữa, chút nữa. Bò tới, bò tới. Lui ra đằng sau một chút. Đâm, 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 đâm. Ôi tại nó moving. Cảm ơn. Ok, sẽ trở lại với Tonight with Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài. Welcome back to Tonight with Việt Thảo và ca sĩ Quốc Anh trong chương trình. Vui không anh? Vui quá là vui. Thì làm như mình trẻ lại được 5-6 tuổi thì sao? Khán giả mình chắc cũng vậy. Anh Quốc Anh đó bị anh bị sao mà anh ngồi không được? Anh bị đau gần 5 năm rồi. Nói thật, nếu không phải nói thật, anh bị sau khi bị chemo. Thế nào thì chemo thì quý vị biết là tại sao rồi. Đây là cái side effect của chemo. Sau chemo mà cái loại chemo này đặc biệt để ruột thì là nó phản ứng về chân tay. Cái chân tê bại hết. Từ hai chân này tới bàn chân nó tê 24/24. Nó tê và nó đau. Nó đau còn hơn thấp khớp nữa. Ngày may cái là nó không hành mình trong thành ra ngủ dễ dàng. Mình quên nó thì không sao, mình nhớ tới nó thì làm bây giờ là hai bàn tay tê. Em xin lỗi anh. Tê bàn chân nghe. Em xin lỗi anh, hồi nãy em không biết. Tại vì chưa không biết, đây là không phải là cái bí mật anh không nói làm chưa biết, chưa biết. Em đúng là cái ý đồ đầu của em đó là để anh ngồi xuống xong rồi bắt anh nằm dài. Rồi lăn, lăn qua lăn lại đầu chân nó mới vui. Nhưng mà không biết may đó, anh nhờ anh bệnh không thôi anh chết với em. Cũng còn năm nữa thì bác sĩ sẽ thôi tuyên bố rằng là mình free hay không. Thì là coi như là bị còn án treo một năm.
Trước hết em, trời cũng thương, trời cũng trước thương. Hết em phải thay mặt khách, quan khách, fan, mọi người, không cần biết ca sĩ nào, anh cũng là một nghệ sĩ, nha, một ca sĩ tên tuổi. Chúc anh mau lành bệnh. Cảm ơn. Và cái ý đồ từ bỏ sân khấu, bỏ đi. Ê, nè, anh bỏ rồi, anh đã bỏ rồi đó. À, mới đi anh mình hát trở mình lại. Phải hát quá. Dạ. Anh nghĩ là anh không còn hát nổi nữa. No. Sức khỏe tốt rồi hát được, sức khỏe tốt sẽ hát được. Thì mong rằng một năm nữa sức khỏe ngày nó càng bình phục cho tới tới mức độ là khả dĩ chấp để cho mình có thể ca hát được tự nhiên như ngày xưa. Yeah. Sức khỏe dĩ nhiên mà sau một cơn bạo bệnh như thế thì chư thiên đã thương mình, còn cho mình cái kéo dài cái cuộc sống, cho mình có cái cơ hội để mình phục vụ khán giả thì tại sao mình lại có cái ý định rời bỏ sân khấu? Ok. Cái lần mà em nhớ kỷ niệm với anh đó cũng là một trong những kỷ niệm là Trung tâm Dân Sơn, Hoài Linh hát bài Ngày Xuân Vui Cưới. Ờ, đã lâu lắm rồi. Anh là người sáng tác nên ca khúc này, có đúng không? Thì khi nó rất vui. Cái hoạt cảnh của anh viết, cái lời của anh tạo được cái hoạt cảnh của một đám cưới, vui lắm. Thì Hoài Linh, nó cái bản chất của cái bài hát nó đã vui rồi, Hoài Linh diễn tả nó còn vui hơn nữa. Anh rất hài lòng. Anh rất hài lòng khi Hoài Linh trình bày cái bài hát này của anh. Nhiều người đã hát cái bài này hát rồi, nhiều hình thức, CD, laser, karaoke, từ mấy mươi năm nay, từ lúc nó ra đời cho tới bây giờ. Nó ra đời năm 1986, bây giờ cũng là 30 năm rồi, còn gì nữa. Người ta sử dụng rất là nhiều. Người ta sử dụng nhiều hình thức. Có. Lúc đi làm đám cưới em thấy người ta hát nhiều lắm. Bây giờ ngày hôm nay nè, trong chương trình Tonight của Việt Thảo muốn mời anh Quốc Anh hát lại bài hát mà do chính anh sáng tác, được không? Được chứ, được chứ. Được không quý vị? Được chứ, được. Yeah, Ngày Xuân Vui Cưới với ca sĩ Quốc Anh do chính tác giả trình bày. Trai bên gái ai nấy cũng thật là tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên châu cầu. Cô dâu duyên dáng xịn là xinh, bên chú rể hiền sự lứa lại vừa đôi. Quan viên là ai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên châu cao. Ồ, vui quá xa bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì ai đâu. Ngày xuân tôi hát câu bền lâu, tôi chúc dùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tính năm mà này tôi cưới luôn cho thằng Thảo. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xứng quá chị hai ơi. Ngày hôm nay sum họp mà đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời, chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chi nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa là vui, bà con ơi. cảm ơn anh Quốc Anh rất nhiều. Mong anh sức khỏe tốt và sẽ trở lại với anh em, cũng như sẽ gặp nhau trên một cái con đường mà đem tiếng hát lời ca phục vụ cho nghệ thuật. Nhá. Cảm ơn anh Quốc rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc Brothers Band, cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi Tonight của Việt Thảo. Happy Halloween. Yeah, thank you.